Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Nếu mọi người đang quan tâm đến những cái dòng sản phẩm xe bán tải thì không thể bỏ qua những dòng sản phẩm của Mitsubishi, đặc biệt đối với Triton. Thì ở trong clip ngày hôm nay, Quyết sẽ cập nhật về bảng giá, khuyến mãi và làm bánh mới nhất ở trong tháng 8 đối với dòng sản phẩm Triton. Với 3 dòng sản phẩm đó chính là phiên bản AT, phiên bản Atlas 1 cầu, phiên bản Atlas 2 cầu dành cho tất cả mọi người. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nha, để không đổ bỏ lỡ bất cứ một video nào của đội ngũ trong clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới đó chính là dòng sản phẩm Mitsubishi Triton phiên bản 1 cầu số tự động có mức giá niêm yết là 650 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình giảm giá khoảng 60 triệu dành cho mọi người, nghĩa là chỉ còn 591 triệu đồng mà thôi. Lăn bánh xong tại thị trường Hà Nội dành cho tất cả mọi người sẽ rơi vào khoảng 643 triệu đồng. Thuế ở Hà Nội sẽ là 7,2% và tiền biển thì tất cả các tỉnh thành sẽ là giống nhau, 500 ngàn. Ở tỉnh thì chúng ta sẽ có mức giá là 635 triệu đồng và ở tương tự như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là 635 triệu. Nếu mọi người chúng ta vay trả góp thì mọi người chuẩn bị giúp Quyết đó chính là 162 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu và lăn bánh được rồi. Hiện tại thì đại lý đang có màu trắng này, màu đen, màu cam, màu bạc và màu xám có thể giao ngay dành cho tất cả mọi người. Chính vì vậy là mọi người nếu có thắc mắc nào hoặc là inbox trực tiếp hoặc mọi người có thể gọi điện trực tiếp dành cho các tốt nhất dành cho các quý anh chị ở hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình mọi người nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản Atlas phiên bản 1 cầu dành cho các quý anh chị thì giá xe bây giờ đang là 780 triệu theo giá niêm yết. Tuy nhiên thì đại lý sẽ có chương trình giảm giá cực sốc ở trong chương trình tháng 8 này. Đó chính là giảm ngay trực tiếp dành cho tất cả các quý anh chị 130 triệu đồng, chỉ còn 640 triệu mà thôi. Cực kỳ khủng khiếp với cái mức giá khuyến mãi như thế này. Và lăn bánh tại Hà Nội dành cho mọi người quan tâm đến phiên bản Atlas 1 cầu sẽ là 701 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 691 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự giống một tỉnh, 691 triệu đồng dành cho tất cả các quý anh chị. Với sự cạnh tranh và đua về giá như thế này, đây cũng là một trong những cái dòng sản phẩm ở bán tải đang có phần khuyến mãi tốt nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy là nếu mọi người đang quan tâm thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Nếu lăn bánh dành cho các quý anh chị ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vay trả góp, mọi người chuẩn bị giúp Quyết 179 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta có thể sở hữu được dòng sản phẩm này rồi. Và cuối cùng đó chính là phiên bản Atlas phiên bản 2 cầu có mức giá niêm yết đó chính là 905 triệu. Và ở thời điểm tại, đại lý cũng có chương trình giảm giá cực sốc dành cho tất cả các quý anh chị. 745 triệu đồng là mức giá khuyến mãi sau khi mà chúng ta đã trừ hết cái phần khuyến mãi dành cho mọi người rồi. Và lăn bánh xong tại Hà Nội là 815 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 804 triệu và tương tự như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là 804 triệu đồng. Với trả góp thì mọi người cũng chuẩn bị giúp Quyết đó chính là 20% tương ứng khoảng 208 triệu đồng. Với các màu sắc như trắng, đen, cam, bạc và xám thì mọi người inbox trực tiếp để được nhận khuyến mãi và hotline hoặc là inbox trực tiếp số hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Một số trang bị cao cấp đối với dòng sản phẩm Mitsubishi Triton thì chúng ta còn có thể kể tới, ví dụ như là có cảm biến góc trước này, hệ thống rửa đèn này, hệ thống cảm biến lùi, cửa gió phía sau cho hành khách này, điều chỉnh về tốc độ quạt gió này, hệ thống Super Select, chúng ta có chế độ 4 chế độ lựa chọn và khóa vi sai cầu sau cho phiên bản Atlas phiên bản 2 cầu. Có hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ chuyển làn, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, hệ thống cảm biến lùi, cảm biến góc trước, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía đằng sau. Một số tính năng rất rất nổi trội dành cho phiên bản Triton năm 2023. Và nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.
Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.